Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đến với Cà phê Sài Gòn sáng nay. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu gạo Việt Nam giảm mạnh do thị trường các nước nhập khẩu chưa hồi phục, kéo theo giá gạo trong nước xuống theo. Các chuyên gia nhận định 6 tháng cuối năm nếu không có giải pháp hỗ trợ của nhà nước, các doanh nghiệp không nâng cao chất lượng gạo và kiểm soát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm, thì xuất khẩu gạo cả nước khó đạt được mục tiêu đã đặt ra. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, hết quý 2, sản lượng xuất khẩu gạo của cả nước đã giảm 32% so với cùng kỳ. Trong khi thị trường gạo tháng 7 vẫn trầm lắng, giá lúa trong nước giảm mạnh, giá lúa sụt giảm khiến nông dân lao đao do một số doanh nghiệp ép giá hoặc không mua. Nhiều trường hợp đến ngày thu hoạch, người nông dân phải bán cho thương lái với giá thấp. Nguyên nhân khiến xuất khẩu gạo giảm là do nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Philippines, Indonesia chưa hồi phục. Bên cạnh đó, ngày 25 tháng 7 tới, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ mở thầu bán 3,7 triệu tấn gạo. Tác động lớn đến nguồn cung thế giới và gạo Việt Nam sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với gạo Thái Lan. Bên cạnh áp lực về giá, xuất khẩu gạo Việt Nam cũng gặp khó vì chất lượng gạo bị ảnh hưởng bởi tồn dư thuốc bảo vệ thực vật do nông dân chưa chú trọng đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, do chủ yếu là xuất thô nên dù xuất khẩu hàng triệu tấn gạo mỗi năm, nhưng hạt gạo đến tay người tiêu dùng lại không được gắn mác Made in Việt Nam. VFA cho biết năm 2016, Việt Nam dự kiến xuất khẩu 6,7 đến 6,8 triệu tấn gạo. Tuy nhiên, nếu diễn biến như hiện tại thì xuất khẩu gạo năm nay chỉ đạt 5,65 triệu tấn, giảm 15% so với năm 2015 và không hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 7, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines vừa chính thức được tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không của Anh là Skytrax, trao chứng chỉ công nhận là hãng hàng không 4 sao tại sự kiện trao giải thưởng cho các hãng hàng không thế giới thường niên diễn ra tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough của Anh Quốc. Chứng chỉ hãng hàng không 4 sao cho Vietnam Airlines được trao sau một quá trình đánh giá khách quan và chi tiết dựa trên tổng thể các hạng mục dịch vụ từ trên không đến mặt đất kể từ khi hãng triển khai chương trình nâng cấp chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế 4 sao vào năm 2015. Đại diện Skytrax ghi nhận những cố gắng của Vietnam Airlines trong việc nâng cấp sản phẩm và dịch vụ như việc khai thác đồng thời hai loại máy bay mới trong một thời gian ngắn. Tổ chức này cũng nhận định những cải tiến của Vietnam Airlines trong việc nâng cấp chất lượng dịch vụ hạng thương gia, triển khai đào tạo tiếp viên sẽ giúp hãng hàng không Việt Nam củng cố vững chắc vị thế 4 sao của mình. Bên cạnh Vietnam Airlines, danh sách các hãng hàng không thế giới đạt tiêu chuẩn 4 sao theo đánh giá của Skytrax lần này còn có Air France của Pháp, Emirates của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Japan Airlines của Nhật Bản, Korean Air của Hàn Quốc và Lufthansa của Đức. Thị trường mua bán xe ô tô đã qua sử dụng tại Việt Nam từ trước đến nay luôn chứa đựng những rủi ro về chất lượng xe. Đồng thời, khi thông qua các trung gian như thương lái và garage, giá trị xe bị đội lên rất nhiều so với thực tế. Trong bối cảnh đó, một mô hình kinh doanh xe mới đã xuất hiện, qua đó giúp cho người tiêu dùng sẽ có được sản phẩm đúng với giá trị thật, thông qua hình thức mua bán xe có tên gọi là chợ xe kiểu Mỹ. Ở Mỹ, kiểu chợ mua bán xe đã qua sử dụng khá phổ biến. Đây là mô hình sàn giao dịch ô tô mà người mua, người bán được gặp nhau trực tiếp. Điểm đặc biệt chính là những chiếc xe đã được thông qua khâu thẩm định giá của bên thứ ba đúng với giá trị xe, khấu hao sử dụng, tình trạng minh bạch. Hiện nay, thị trường mua bán xe ô tô đã qua sử dụng ở Việt Nam rất sôi động, từ những người mua bán cá nhân cho đến các gara ô tô đa dạng các dòng xe. Tuy nhiên, để người mua và bán được gặp nhau một cách trực tiếp, không phải thông qua các cò lái, thường là một vấn đề mà nhiều năm nay vẫn diễn ra khiến người tiêu dùng phải chịu thiệt thòi về phần tiền trung gian cũng như về chất lượng xe do không nắm nhiều kiến thức. Với tên gọi là chợ xe kiểu Mỹ Sago Auto, đây là sàn giao dịch xe đã qua sử dụng đầu tiên ở Việt Nam và đã có những điều chỉnh phù hợp với thị trường. Người bán chỉ cần bỏ 100.000 đồng một ngày để thuê chỗ, để những người có nhu cầu mua bán có thể gặp gỡ trực tiếp và thương lượng giá hợp lý. Đồng thời sàn cũng được hỗ trợ bởi các ngân hàng cho vay, để người mua có được lựa chọn tốt nhất mà không cần phải bận tâm về giá. Đây là nơi mà người mua lẫn người bán có thể yên tâm giao một tài sản lớn có giá trị từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng và yên tâm hơn về chất lượng xe mà mình đã mua. Và trong chuyên mục ý kiến chuyên gia hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Lương Minh Phúc, giám đốc ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh xung quanh dự án vệ sinh môi trường nước của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Đây là dự án cải tạo hệ thống kênh Tàu Hủ Bến Nghé và một phần đôi tẻ có thể giúp cải thiện chất lượng sống của hơn 1 triệu cư dân đang sống trên địa bàn mà hệ thống các kênh này đi qua, gồm cả quận 1, quận 4, quận 8 và Bình Chánh. Dạ, vâng thưa ông, thì nhân chuyến làm việc vừa rồi giữa cấp chính phủ Việt Nam và Nhật Bản thì cũng đã tiến hành ký kết một số dự án ODA, thì trong đó có giai đoạn 2 của dự án vệ sinh môi trường nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông có thể chia sẻ thêm về cái kế hoạch thực hiện trong tương lai như thế nào ạ? Dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 kênh trên cái lưu vực này thì nó có 6 gói thầu xây lắp và một gói thầu tư vấn.
tổng cộng chúng ta sẽ phục vụ cho một cái phạm vi gần hơn 1 triệu người dân thành phố. Trong cái dự án này thì chúng ta có các cái nhiệm vụ, một là chúng ta nâng cái công suất nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng ở giai đoạn 1 từ 141.000 mét khối ngày đêm sẽ thành gấp 3 lần, tức là khoảng 469.000 mét khối ngày đêm. Thứ hai nữa là chúng ta xây dựng khoảng lắp đặt khoảng 40 km cống bao thu gom nước thải trên địa bàn quận 4, quận 6, quận 8 để chúng ta thu gom toàn bộ cái nước thải mà hiện nay đang xả thẳng ra cái kênh tàu Bến Nghé đấy, và đưa về cái nhà máy nước thải Bình Hưng giai đoạn 1 sau khi nâng công suất lên như tôi vừa nêu, để làm sao chúng ta không cho nước thải tiếp tục xả ra kênh hiện nay. Và như vậy thì khi cái hệ thống này đã hoàn thành thì cái tuyến kênh tàu Bến Nghé của chúng ta sẽ được xử lý triệt để, không bị ô nhiễm do các cái nguồn nước xả sinh hoạt nữa. Một cái nhiệm vụ thứ ba nữa là chúng ta sẽ nâng cái công suất của cái trạm bơm Đồng Diều của giai đoạn 1 hiện nay. Vụ tiếp theo đó là chúng ta sẽ tiếp tục nạo vét, kè bờ, chỉnh trang toàn bộ cái phần còn lại khoảng 5 km cuối cùng của cái tuyến kênh tàu hũ, cộng với ba cái tuyến kênh đôi số 1, số 2, số 3 của cái vùng phường 15, quận 8, để chúng ta có toàn cái tuyến kênh Bến Nghé tàu hũ với tổng chiều dài 13 km sẽ được là kè bờ nạo vét thông thoáng, phục vụ cái yêu cầu về thoát nước chống ngập, rồi chỉnh trang đô thị và tạo tiền đề cho cái việc các cái hoạt động về taxi đường thủy hoặc là du lịch trên sông sau này. Thưa ông, như ông chia sẻ thì có vẻ như là giai đoạn 2 của dự án vệ sinh môi trường nước có khá nhiều hạng mục và nhiều cái nội dung công việc phải thực hiện. Dự kiến thì chúng ta sẽ bố trí các hạng mục thực hiện như thế nào để tránh những cái bài học trước đây là khi thực hiện cái dự án hạ tầng chúng ta thường vướng phải cái khâu là chậm tiến độ ạ? Thì như tôi vừa nêu, tức là có 6 gói thầu xây lắp, và những anh em làm cái dự án của giai đoạn này thì chúng tôi cũng đúng như bạn vừa nêu, chúng ta muốn nó được thực hiện trong thời gian sớm nhất và nó phải rút ra được những bài học mà chúng ta đã vấp phải trong cái giai đoạn 1. Cụ thể hiện nay thì cái công tác đền bù giải tỏa cho khoảng 200 hộ dân bà con trong cái khu vực giai đoạn 2 thì đã được thực hiện hoàn thành, cho nên cái công tác mặt bằng nó sẽ không bị chậm trễ nữa. Thứ hai nữa là trong cái tổ chức thi công thì chúng ta ưu tiên thực hiện cái gói thầu mà cái khối lượng lớn và cái thời gian về cái tổng tiến độ nó sẽ dài nhất trong các gói thầu. Cụ thể chính là cái gói thầu G mà tôi đang nói, là nâng cái công suất nhà máy giai đoạn 1 lên gấp 3 lần về xử lý nước thải đấy. Thì cái gói thầu này đã được khởi công thực hiện từ nửa năm nay, để làm sao đảm bảo khi mà cái nhà máy chúng ta sẵn sàng thì các gói thầu còn lại đồng bộ, đó là cái gói thầu trạm thu gom nước thải, nâng cấp trạm bơm cũng được thực hiện, và tránh cái tình trạng bất cập là chúng ta có nhà máy chẳng hạn nhưng mà nước thải nó lại chưa về được đến nhà máy, thì hai cái này phải được đồng bộ, thì trong giai đoạn 2 chúng ta sẽ đảm bảo được cái điều này. Như vậy thì về mặt kỹ thuật thì cái việc mà cái công việc mà di dời các hộ dân này nó sẽ độc lập với lại cái công việc mà triển khai các hạng mục hạ tầng để chỉnh trang và chống ngập của khu vực này, đúng không ạ? Chúng ta hình dung là hiện nay có ba cái quá trình nó sẽ được thực hiện song song cho cái dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 3. Cái quá trình thứ nhất là di dời tái định cư, ổn định cuộc sống mới cho bà con trên 6.000 hộ dân mà dọc cái tuyến kênh đô kênh tẻ này. Cái quá trình tiếp theo song song đó là quá trình chuẩn bị đầu tư dự án, thì chúng tôi đang được giao là xúc tiến nhanh cái quá trình nghiên cứu khả thi, rồi thiết kế, rồi đấu thầu để chọn các cái nhà thầu xây lắp. Và cái quy trình thứ ba cũng cực kỳ quan trọng là xúc tiến cái làm việc với các nhà tài trợ để chúng ta có cái nguồn vốn, dự kiến là cũng là nguồn vốn JICA Nhật Bản để nó khép kín cái lưu vực này. Và như vậy thì ba cái quy trình này nó sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ, và chúng tôi dự kiến là khi mà cái công tác đền bù cũng sẽ có một cái lộ trình rất là chặt chẽ, và chúng ta sẽ làm theo phương pháp cuốn chiếu để khi mà cái bà con di dời có thể là không phải đợi 13 km của toàn tuyến cơ đô canh tẻ đâu, chúng ta có thể phân vùng theo thứ tự ưu tiên và chúng ta có thể làm cuốn chiếu từng đoạn một để khi bà con di dời thì bên xây lắp có thể tiếp cận ngay, và chúng ta ưu tiên cái hạng mục chỉnh trang cái tuyến cơ đô canh tẻ làm sao nó có thể hoàn thành đồng bộ trong vòng 4 năm tới như là các đồng chí lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo. Còn tôi tin rằng với cái cơ chế mới này và cái cách làm mới đó thì chúng ta có thể kiểm soát được cái tiến độ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông ạ.
vị vừa theo dõi những hình ảnh một nhà thờ hình chiếc giày bằng thủy tinh tại Đài Loan. Trở lại với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay, thưa quý vị. Hơn 500 nhà sản xuất, cung ứng trong nước và quốc tế đã có mặt tại triển lãm quốc tế da và giày lần thứ 18 vừa khai mạc sáng hôm qua 13 tháng 7 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm quốc tế da và giày lần thứ 18 kết hợp với triển lãm quốc tế sản phẩm, thành phẩm da và giày do Hiệp hội Da giày Túi xách Việt Nam phối hợp với công ty tổ chức triển lãm quốc tế Top Reputed và công ty Hiện Đạt tổ chức. Đây là triển lãm chuyên ngành tiêu biểu trong năm của ngành công nghiệp da giày Việt Nam. Triển lãm năm nay thu hút hơn 500 nhà sản xuất, cung ứng trong nước và quốc tế đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 11 đoàn đến từ những nơi có nền công nghiệp da và giày phát triển như Brazil, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Ý, Pakistan, Đài Loan và Việt Nam. Quy mô trưng bày của triển lãm cũng được mở rộng lên đến 12.000 m2, lớn nhất từ trước đến nay. Triển lãm giới thiệu đến khách tham quan những công nghệ, máy móc mới nhất trong ngành da giày, các sản phẩm da thuộc hoặc công nghiệp phụ trợ do ngành da giày, giày và túi xách. Theo ban tổ chức, sự gia tăng số lượng doanh nghiệp tham gia cũng như quy mô trưng bày cho thấy các doanh nghiệp nước ngoài đang rất quan tâm đến ngành da giày và túi xách tại Việt Nam, nhất là khi Việt Nam tham gia hàng loạt các hiệp định thương mại tự do lớn như TPP, FTA Việt Nam, EU. Đoàn doanh nghiệp chúng tôi có khoảng 60 người với khoảng 40 gian hàng tham gia triển lãm lần này. Đa phần là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuộc da. Da thuộc là nguồn nguyên liệu lớn mà ngành da giày và túi xách Việt Nam đang cần để phục vụ cho việc tăng sản xuất. Chúng tôi tin tưởng Việt Nam sẽ là thị trường lớn trong tương lai. Xuất khẩu da giày tại Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh và đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp cung ứng nguyên phụ liệu như chúng tôi. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu tìm cơ hội xây dựng nhà máy ở Việt Nam. Tôi nghĩ điều này hoàn toàn có thể nếu chính phủ các bạn hỗ trợ chúng tôi. Trong khuôn khổ triển lãm, Hội nghị xúc tiến xuất khẩu ngành giày 2016 cũng sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 7. Hội nghị sẽ giới thiệu tổng quan về tình hình và xu hướng ngành giày Việt Nam, phổ biến các yêu cầu kỹ thuật với ngành da giày khi tham gia các TPP hay FTA Việt Nam EU. Triển lãm quốc tế da giày Việt Nam 2016 sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 7. Triển lãm dự kiến thu hút 10.000 lượt khách tham quan trong 3 ngày diễn ra. Và trong phần tiếp theo của Cà phê Sài Gòn sáng nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục cập nhật những tin tức của thế giới. Nhà máy lọc dầu lớn nhất của Cuba phải tạm dừng hoạt động để bảo trì. Thế vận hội Olympic Rio 2016 có 13 poster chính thức